Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tuổi thứ 6, ngày 15 tháng 3 âm lịch. Hôm trước, đề tài hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau là cảm ơn vô thường. Lại ra tuần trước đã giảng, nhưng mà vì duyên sự có ông thầy trên Pleiku về cho nên nhường cho ông giảng. Hôm nay chúng ta sẽ nói đề tài này. Vô thường, vì sao ta phải cảm ơn nó? Xưa giờ ta nghe hai chữ vô thường, lập tức là ta cảm giác chết. Ta nghe vô thường là ta thấy nó tiêu cực và nó bi quan. Hôm nay ta sẽ thấy được, ta sẽ nói với nhau xem thử vô thường có thực sự là bi quan không? Và ta có thể nhờ xem vô thường như một kẻ thù không đội trời chung, không muốn nhìn mặt, hay vô thường là một người bạn tri kỷ, tri âm, một người ta mang ơn nó, nhờ nó mà ta tu tập hành trì. Tối nay chúng ta sẽ nói, cố gắng nói ngắn trong vòng khoảng 70 phút, tối đa là 75 phút, và dành 15 đến 20 phút còn lại để bàn với nhau về kế hoạch thiền biển sắp tới. Chúng ta không có tài liệu, cho nên có thể các vị nên ghi chú một số điều nếu như có giấy bút. Trước hết, thầy sẽ định nghĩa một cách ngắn gọn về vô thường. Ta đi đến chùa, ít ra ta cũng nghe quý thầy giảng dạy cho ta hiểu vô thường tức là không thường. Đúng không ạ? Tức là mọi thứ nó thay đổi. Hôm nay tốt, ngày mai xấu. Mấy cái đám ma mà đi đến nghe mấy đám ma, mấy thầy giảng đám ma riết là ta cảm giác vô thường nó bi quan lắm. Vạn vật nó từ không từ có mà thành không. Hôm nay tuổi trẻ đẹp đẽ như thế, ngày mai sẽ già nua ốm yếu. Hôm nay cận đoàn tụ, ngày mai cận chia ly. Vạn sự vạn vật, dù có lớn lao như núi non biển cả, dù nhỏ nhoi như hoa lá cỏ cây, tất cả rồi cũng sẽ vần xoay và biến mất. Từ nhỏ thầy nghe riết, thầy nghĩ vô thường là cái gì rùng rợn lắm. Nhưng mà không, sự thực cũng phải vậy. Phần 1, thầy sẽ nói vô thường trong cái quan niệm của một số triết gia, một số tôn giáo, một số triết gia. Sau đó sẽ nói vô thường trong cái quan niệm thông thường của Đạo Phật, là lúc nãy giờ ta nói đó, kiểu đó. Và phần cuối thầy sẽ nói vô thường như một người bạn tri ân, một người tri kỷ để ta tu tập. Nhá. Phần 1, quan niệm vô thường của các triết gia. Các triết gia thì không phải chỉ có nhà Phật mới nói đến vô thường đâu, phải nhớ cho điều đó. Vô thường bao gồm tức là sự thay đổi luôn luôn từ thân này, tâm này cho tới vạn sự vạn vật bên ngoài ta. Cái thân này khỏe mình hôm nay, ngày mai ốm yếu. Thân này hôm nay đẹp thế, ngày mai đi ra bị tạt axit cái trở thành nham nhở. Đó là vô thường về thân. Hôm nay cái tâm nó đang yêu thương, ngọt ngào, ngày mai tự dưng man trả khởi lên, hận thù, biết nó lừa dối mình, nó phản bội mình, bắt đầu căm thù. Đó là tâm vô thường. Và vạn sự vạn vật vô thường. Ngày hôm qua ta đi, người ta còn xe đưa ngựa rước tung hô. Ngày hôm sau đã cổng số 8 vào nhà đá, hàng trăm tờ báo rêu rao. Đó là sự vô thường của cuộc đời. Nói một cách dễ hiểu, đó là định nghĩa chung chung. Thì Khổng Tử ở trong Kinh Thi cũng đã từng nói về vô thường. Khi đứng bên dòng sông nhìn xuống, mà Khổng Tử nói: trôi chạy hoài ngày đêm không thôi, như thế này ư? Tức là Khổng Tử đang nói về dòng sông á, mà chữ Hán là thề dạ như tứ phù, bất xạ trú dạ ư. Đó là lời của Khổng Tử. Khổng Tử nhìn dòng sông, Khổng Tử cũng thấy vô thường. Heraclitus, một triết gia Tây Phương, nói một câu mà ngày nay ta nghe nhắc đi nhắc lại: không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Ngày hôm qua ta nhảy xuống cái bến sông đó để tắm, ngày ta lên và hôm nay ta trở lại thì cũng bến sông đó, nhưng không còn là dòng nước hôm qua. Bởi vì dòng nước hôm qua đã xuôi dòng ra biển cả, mà ngay dòng sông hôm nay ta trở lại cũng không còn như hôm qua nữa. Tất cả mọi khoảnh khắc trong cuộc đời này là duy nhất nhớ dùng. Khoảnh khắc hôm nay
giây phút này, 7 giờ 5 phút tối hôm nay, trong không gian này là duy nhất. Có thể ngày mai giờ này các vị cũng có mặt, nhưng sẽ có người không. Sẽ có thêm người mới vào, và sẽ có những người không hôm nay, ngày mai không có mặt. Nếu có một sự sắp xếp khéo léo nào đó, ngày mai có đủ nhiêu đây người, những người khác nhốt lại không cho vào, thì các vị ngày mai không phải là các vị ngày hôm nay. Trong tâm ta sẽ thay đổi, trong thân ta sẽ thay đổi. Mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời là duy nhất. Heraclit nói vậy. Không ai sống tắm hai lần trên một dòng sông. Ta phải mở ngoặc hiểu rằng là nói chính xác là không ai tắm hai lần trên một dòng nước. Nhà Phật ấy, một trong những cái bài văn mà gọi là ám ảnh tất cả những người tu, nhìn cuộc đời ám ảnh, nhìn cuộc đời xám xịt để mà lo tu chứ có gì hết. Đó là cái bài văn vô, bài văn cận sách. Chữ cận sách tức là nhắc nhở cho người tu về ý niệm vô thường và cái sự khắc nghiệt của thời gian, mà khi vào tu hầu như chủ tiệu nào cũng phải thuộc. Cái bài văn cận sách đó là một trong bốn quyển luật. Có một đoạn thế này. Cái gì? Vô thường lão bình bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế, thế như xuân sương hiệu lộ thúc hốt tức vô, ngạn thọ tĩnh đằng khởi năng trường cựu. Nghĩa là vô thường già chết không hẹn với ai, sớm sáng sớm thì còn mà tối thì đã mất, mong manh như cây ở bên bờ sông, dây ở nơi miệng giếng lấy gì mà bền chắc. Từng suy nghĩ nối tiếp nhau giống như những cơn sóng ngoài biển, chỉ một tích tắc đã là qua đời khác. Niệm niệm tấn tốc nhất sát, chuyện tức tức thì lai sân, hà nại yến nhi không quá là vậy. Và thầy đọc cái đoạn dịch của bài văn vô thường, cận tịnh vô thường cho người tu. Do đó vô thường già bệnh không hẹn với ai, sớm còn tối mất, trong một sát na là chuyển qua đời khác. Khác nào sương mùa xuân móc meo á, móc sáng sớm, chốc lát đã thành không. Như cây bên bờ, như dây miệng giếng, đâu được lâu bền. Như ý nghĩ này nối tiếp ý nghĩ khác, chuyển biến cực kỳ mau chóng, nên trong một sát na chuyện hơi thở đã là đời sau. Như vậy tại sao vẫn an nhiên để đời mình trôi đi một cách vô ích. Những cái lời của người xưa nhắc nhở người tu thống thiết, nói những câu là nổi da gà da vịt lên. Bởi vì người tu khi vào chùa nó khác với các vị, cơ bản thế này, cái tâm vô thường chỗ này. Có những người ở nhà rất tinh tấn, ngày nào cũng đến chùa, đồ đẹp ba mẹ mua cho không mặc, mặc đồ lam thôi. Hôm nào cũng đến, trời mưa trời gió cũng đến, trời lụt cũng chèo thuyền đến. Nhiều khi mình nghĩ trong lòng sao mà họ tinh tấn dữ vậy nè, họ mà tu chắc họ giác ngộ. Nhưng mà không, cắt cạo đầu vô chùa tu ba bữa là bắt đầu lơ lơ rồi. Con người mình nó có cái xu thế muốn tìm một môi trường ngược lại, hay nói cách khác muốn vượt ra khỏi cái ranh giới của mình. Ở nhà đó cho chơi không chơi vô chùa, như vào chùa bắt tu không tu ưng chơi. Ông thầy mà ông ở nhà là muốn trốn hàng rào, chui lỗ chó đi chơi, thích lắm. Nhưng ông đi cho một tuần là không muốn đi nữa. Đó là thực tế, vô thường của tâm là như thế. Và khi mà vào chùa ở một thời gian rồi đó, ở trong cái môi trường nào lâu ngày người ta cũng dễ lờn đi. Đó là sự thực. Mình yêu cái người đó, mình tán nó mệt muốn chết, mất mấy năm đeo đuổi, cưới được nó về, ở với nó riết là bắt đầu lờn, thấy nó bình thường. Vào chùa tu cũng vậy, vài ba năm, vài ba tháng bắt đầu lờn, cảm thấy giáo pháp nó cũng phải nhiệm màu chứ lắm. Cảm thấy thợ lời kinh nó không còn ngân nga như tiếng hải triều như ngày xưa mình để mới đến nữa, bắt đầu nó nhàm chán. Và thế là bắt đầu dại đại, ăn uống ngủ nghỉ năm này qua năm khác. Cho nếu khi nào cũng giữ cái tâm như ngày đầu tu thì chắc mau thành Phật lắm. Mà đó là lẽ đời. Thế là
lâu ngày dài đại quá, cho nên các vị tổ sư đời xưa mới biết cái tâm lý của người tu như thế, cho nên viết ra cái bài văn này và bắt cứ mỗi nửa tháng phải tụng một lần. Mỗi nửa tháng ngày 14 là tụng giới tỳ kheo. Đối với bề thầy, tụng giới sa di luật đó, điều thứ nhất không được làm thế này, không được làm cái kia. Đối với tỳ kheo thì tụng giới tỳ kheo, sa di tụng giới sa di. Đêm 15 là tụng cận sách này, nhắc nhở, nói những cái lời giống như vững văng vẳng bên tai, thế mà còn ngủ thì đừng có nói. Đêm 30, khuya 30 là sám hộ, là tiếp tục tụng giới. Khuya mùng 1 là tụng cái bài kinh di giáo, những lời di huấn của Phật trước khi chết, lời trăn trối của Phật. Này mấy ông thầy tu, đời sau các ông không được làm cái này, không được làm cái kia, vân vân. Hai bài văn đó là hai bài văn gọi là gối đầu giường của người tu. Giả thiết một chút xíu như vậy. Thí dụ, lắm lúc đi tu rồi cái tâm nó cũng vô thường và bắt đầu nó lờn đi, nó thích những cái chuyện thế sự cuộc đời, chứ không nghĩ nhiều đến cái chuyện giải thoát nữa, cao siêu nữa. Thì người xưa mình nói một câu như dồi cả nước lần vào mặt: phù xuất gia dạ, phá túc siêu phương. Nói tiếng Việt đi là người đi tu là cách bước chân đi là phải nghĩ tới phương trời cao rộng, tâm tính hình dung khác hẳn thế tục. Để xa thì làm nổi hướng cái chỉ làm Phật, gần thì nổi cái chỉ làm tổ, chứ không phải dài đại năm này qua năm khác. Giữ được cái tâm như thế thì mới mong trên đền báo ơn Phật, dưới đền đáp ơn chúng sinh, dẹp trừ phiền não bên ma, bước theo dòng của thánh hiền. Nói những lời như thế đó, nhắc răng ràng bên tai mà cứ nhắc như thường, để biết được cái tâm vô thường nó khủng khiếp như thế nào. Thầy mới đọc cho các vị nghe đoạn về cảnh sách, ai muốn thì về tìm đọc, tìm mua để tu luôn đi. Đó là văn cảnh sách nói về vô thường. Đây là bài kinh Đức Phật dạy về vô thường. Bài kinh này tên là Kinh Vô Thường, do Ngài Nghĩa Tịnh dịch ra chữ Hán và Hòa Thượng Trí Thụ dịch ra chữ Việt. Thế đọc cho các vị nghe thôi, chứ nói vô thường thực ra nó bình thường lắm, ha? Ai cũng biết rồi, nói chi nữa, đọc kinh cho nghe thôi. Kinh Vô Thường: tôi nghe như thế này, một thời Phật tại thần Thất La Phiệt, nơi rừng Thệ Đa, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo rằng trong thế gian có ba pháp không thể yêu mến, không thể yêu, không trong sạch, không thể muốn, không vừa ý. Ba pháp đó là gì? Này các tỳ kheo, đó là già, bệnh và chết. Này các tỳ kheo, nếu trong thế gian không có già, không có bệnh, không có chết, thì Như Lai bậc ứng chánh đẳng giác đã không xuất hiện ra nơi đời, vì các chúng sinh nói pháp đã chứng và cách điều phục vậy. Vậy nên biết rằng trong thế gian già bệnh chết này là không thể yêu, không trong sạch, không thể muốn, là không vừa ý. Vì ba việc này mà Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dài vô thường sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn đã xuất hiện ra nơi đời, vì các chúng sinh nói pháp đã chứng và cách điều phục. Bây giờ Thế Tôn lặp lại bằng bài kệ như sau: bề ngoài trang điểm đều hư hoại, trong thân biến đổi cũng vậy thôi, chỉ có thắng pháp thường chẳng mất. Các người có trí hãy xét coi, đây già bệnh chết đều đáng chán, hình nghi xấu xí thật khó ưa. Tuổi trẻ dung nhan tạm thời đó, nào có lâu chi đều héo khô, nhớ chưa? Dầu cho tuổi thọ trăm năm đủ, chẳng khỏi vô thường nào bức thân. Già bệnh chết khổ thường đeo đuổi, chẳng lợi ích gì cho chúng sinh. Bây giờ Thế Tôn nói kinh này xong, các chúng tỳ kheo, Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Tháp Bà, A-tu-la, người tu và người đời ngồi ở nơi tầng ba này đều hoan hỷ tín thọ phụng hình. Đó là bài kinh Vô Thường.
Nói thêm một chút nữa, đây là bài kinh thứ hai, bài kinh tất cả đều bốc cháy. Hãy nhớ trong cái giáo lý thuần túy của Phật giáo Nguyên Thủy. Thầy hiểu Phật giáo Nguyên Thủy là Phật giáo mà thậm chí còn bị đã từng bị đánh giá là Phật giáo tiểu thừa, Phật giáo tiêu cực ấy. Đúng là người ta chỉ nói về khổ thôi, và làm thế nào để mà đi tu để hết khổ, cho nên mới bỏ đồng bằng vào trong núi ở dứt khoát. Đó là tư tưởng chủ đạo của kinh Nguyên Thủy, của Phật giáo Nguyên Thủy nói chung. Cái hạnh nguyện độ sinh được đặt sau, tu cái đã, chứng cái đã, giác ngộ cái đã rồi mới tính. Bài kinh lúc này là bài kinh đặc trưng của Nguyên Thủy, nói về già bệnh chết, đó là ba biểu hiện của vô thường. Nhớ chưa? Dĩ nhiên mà trẻ thế này mà đọc mấy kinh đó thì thấy bầu trời nó xám xịt thật. Xíu nữa ta sẽ nói cái tư tưởng của Đại Thừa. Đây là bản kinh tất cả đều bốc cháy. Thầy xin nói vắn tắt về cái nguồn gốc của bản kinh này. Đức Phật sau khi thành đạo thì Ngài đi về nơi Ngài giáo hóa cho 5 anh em Kiều Trần Như. Xong rồi Ngài suốt cả một thời gian Ngài cứ ở luân quân nơi vườn Ba La Nại. Buổi sáng đi khất thực, về rồi ngồi trên tảng đá uống trà, ngắm mặt trời. Vậy đó, gọi là thưởng thức cuộc sống tự tại. Thì gặp cái ông tên là Gia Xá, là một thiếu gia, con đại gia thứ thiệt. Nó thất tình chán đời và gặp Phật. Phật giáo hóa cho nó hiểu được đời đi tu luôn. Nó đi tu một thời gian là già như bây giờ mà con bị thư thành phố đi tu vậy đó. Thì cái tiếng nó vang ra. Và 100 người bạn của nó là dạng mà cùng một trong đội hình siêu xe rồi vậy đó. Nó đến thăm bạn mình. Thì Đức Phật Gia Xá ra nói chuyện xong thì Gia Xá nói: bạch Thế Tôn, đây là 100 người bạn trong cái hội hè của con, hay đi nhậu, hay đi vụ trường quán bar, hay đua xe chung. Giờ họ đến thăm con, xin Thế Tôn hãy vì thương họ mà mở mắt cho họ, hãy nói cho họ vài lời. Thế Tôn nói một câu chuyện ngắn, sau đó 100 người đều dựng tóc gáy và 50 người sẽ đợi lại đi tu. Còn 50 người thì xin phép về nhà để sắp xếp gia đình, vợ con, ủy quyền công ty, sự nghiệp cho người khác rồi đến tu. Thế là trong một thời gian ngắn, Đức Phật có đến 60 người đệ tử lớn. Rồi Đức Phật nói: này các thầy hãy lên đường, hãy đi nói pháp cho mọi người. Bản thân Phật cũng lên đường. Và Ngài đi về nơi cái rừng Uruvela, nơi có cái gốc cây Bồ Đề mà ngày xưa Ngài thành đạo đó. Thì Ngài lúc bấy giờ có ba anh em ông Ca Diếp đang ở đó, cùng với 1250 vị đệ tử tu cái đạo thờ lửa. Họ tin rằng sự sống là do lửa, và tất cả họ đều tôn thờ lửa. Và sau một thời gian, Đức Thế Tôn đã nhiếp hóa độ cả ba anh em Ca Diếp và 1250 người tu theo đạo thờ lửa, thần đạo Phật. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới biểu tập hợp tất cả lên trên núi tượng đầu để Đức Phật thuyết pháp. Bài kinh đầu tiên Ngài nói là kinh lửa, mà còn được dịch là tất cả đều bốc cháy. Ngài muốn nói khai thị một cái bài pháp có tính chất như quả bom nguyên tử nổ một cái, để cho tất cả hội chúng tân tỷ kheo này đồng loạt chứng ngộ. Và Ngài nói bài kinh tất cả đều bốc cháy. Sau khi Ngài nói bài kinh đó xong, rất nhiều người trong họ đã chứng đắc A-la-hán quả. Tất cả 1250 người đều nhập vào dòng thánh, ít nhất là sơ quả tu đạo hoặc. Bây giờ thầy đọc lại bài kinh này xem thử trong đây hơn 40 người có ai chứng quả không. Thầy nói trước, thầy chỉ đọc một đoạn thôi, chứ đọc hết bài kinh nó hơi dài. Bài kinh thế này, kinh tất cả đều bốc cháy. Một lần Đức Thế Tôn đang ở tại tượng đầu sơn Gaya-sisa, gần với thần Gaya, cùng với 1250 đệ tử. Đức Thế Tôn thuyết giảng cho các đệ tử như sau: này các tỷ kheo, tất cả đều bốc cháy, và những gì đang bốc cháy như vậy. Này các tỷ kheo, mắt đang bốc cháy, các hình tướng vật chất đang bốc cháy, tri thức thị giác đang bốc cháy, sự tiếp xúc giữa mắt và các hình tướng vật chất bên ngoài đang bốc cháy. Cảm giác phát sinh do sự tiếp xúc với các hình tướng vật chất, dù đấy là thích thú hay đau khổ, dù đấy là không phải thích thú, không phải đau khổ,
cũng thì cảm giác ấy vẫn đang bốc cháy. Này các tỳ kheo, vậy những thứ ấy bốc cháy từ ngọn lửa nào? Ta nói rằng những thứ ấy đang bốc cháy từ ngọn lửa của dục vọng, ngọn lửa của hận thù, ngọn lửa của ảo giác, ngọn lửa của vô thường. Những thứ ấy bốc cháy từ ngọn lửa của sự sinh, sự già, sự bệnh, sự chết, của nhọc nhằn, của ta thán, của đớn đau, của buồn phiền, của tuyệt vọng. Đó là một đoạn bốc cháy tất cả liên quan đến mắt. Đối tượng của mắt là hình sắc, cảm giác tri giác gọi là thị giác này, và cảm giác do mắt tiếp xúc với trần cận, tất cả vạn vật đều đang bốc cháy. Tương tự Ngài nói tiếp các đoàn bốc cháy của tai, của âm thanh bên ngoài, của mũi, của lỗ mũi, của hương vị bên ngoài, của miệng, của thị giác bên ngoài. Năm, sáu giác quan như thế. Thầy chỉ đọc một đoạn về mắt thôi, đỡ mất thì giờ. Ngày mai sẽ có cái này trên group của lớp nhá, để ta đọc thêm cho hết. Thế thì sự bốc cháy này chính là biểu hiện của vô thường. Một trong những hình ảnh ẩn dụ cho vô thường là ngọn lửa đang bốc cháy, một đống củi đang bốc cháy, đời ta cũng đang bốc cháy, mắt ta bốc cháy, cháy từ từ ta không thấy đấy thôi. Bây giờ mắt sáng tinh ân về đó, 30-40 năm là bắt đầu đục thị thủy tinh thể, bắt đầu mù loa, bốc mắt này đang bốc cháy, tất cả mọi thứ đang bốc cháy, thân thể hình hài của ta đẹp là thế đang bốc cháy đấy. Về mua bình CO2 để sẵn đi. Thời ngọn lửa vô thường, ngọn lửa của thời gian đang bốc cháy. Các vị thấy cây nhang ở trên bàn thờ không? Nó bốc cháy nãy giờ. Hết chưa? Chưa hết. Còn đoạn đời ta cũng thế, sinh ra là cây nhang nguyên vẹn, cất tiếng khóc oe oe chào đời là châm lửa. Ta sống 70 năm, tức là cây nhang đó nó dài 70 thước. Tương tự như thế, nếu ta sống chỉ 15 năm thì đó là một cây nhang cực ngắn. Ta không biết cây nhang đời ta nó dài hay ngắn bao nhiêu năm, nhưng nó đang bốc cháy từng ngày. Một ngày trôi qua, ta sẽ đi dần về cái chết. Cho nên cái câu status ở trên cái trang cá nhân của thầy là đời người như đống củi. Thầy trình bày với các vị, thầy không cần phân tích đúng không? Tất cả hình ảnh từ ngữ rất dễ hiểu, mọi hình ảnh rất sinh động, bỏ qua, không phân tích. Về nhà đọc. Bây giờ ta sẽ sang phần cuối. Phần thứ nhất thầy đã trình bày với các vị quan niệm của các triết gia về vô thường. Thứ hai thầy trình bày vô thường theo quan niệm truyền thống của đạo Phật. Tức là ta thấy một cái màu sắc xám xịt, bi quan, già bệnh chết, nhìn đâu cũng thấy chết. Đúng không? Nhưng mà chẳng lẽ vô thường chỉ vậy thôi sao? Thế thì em không cần nghe vô thường đâu. Vô thường nó ngoài là một cái đối tượng làm cho ta phải sợ hãi để tu tập, nó còn là một người bạn tri kỷ cho ta. Thứ nhất, kể câu chuyện này cho vui. Có một người đó lớn lên, làm ăn thuận lợi, giàu có, đầy đủ về tài vật, công ty 2-3 chi nhánh, bắt đầu quan hệ với nhiều người có chức quyền và bắt đầu có quyền lực, bắt đầu nhiều cô gái đi theo, ẩm ờ đi theo. Cô ta có sung mãn về tài sản, về sắc dục, về quyền uy. Anh ta đối với anh ta cuộc đời quá đẹp. Biểu anh ta đi chùa làm gì? Đó, bởi vì đâu có cái gì mà phải đi chùa. Vào chùa nghe mấy ông thầy nói chán thấy mồ. Ăn ngon thế mà biểu ta ăn chay, ai mà ăn nổi. Đúng không? Mặc đồ đẹp, bộ nào căm lê cả mấy triệu mà biểu mặc đồ lam, ai mà mặc. Cho nên không đi chùa, dứt khoát. Nghe ai nói đạo lý là gạt ngoài tai. Làm gì có đạo lý gì cuộc đời này. Thằng nào mưu mô, xạo quyệt, thằng nào biết chớp lấy cơ hội, biết thâm nắm các mối quan hệ, người đó sẽ giàu. Đó là cái luật của, gọi là cái quan niệm của cuộc đời. Anh ta sống trong ảo tưởng, sống trong giàu sang, và cái phước của anh còn. Cho nên năm anh
38 tuổi anh bị vỡ nợ. Cái sự vỡ nợ đó nó lại phát xuất từ những cái sự tham đắm của anh. Cái con bồ nhí của anh nó gọi là nó khoét vô tội vạ, cho nên bao nhiêu tiền cũng hết. Các cái mối quan hệ mà anh móc nối để cho anh nhờ đó mà có những cơ hội làm giàu, nó bắt đầu nó quay lại, nó trợ kèo với anh. Anh trúng bao nhiêu tiền, hợp đồng vẫn không đến tay anh. Những cái người mà ngày thường khi anh giàu sang, anh gọi là xả tiền cho tụi nó không tiếc tay, bây giờ nó quay lại, nó phản bội anh, nó moi thông tin của công ty anh, nó bán cho công ty khác. Anh thua liên tục những cái cú, cái kèo đau đớn. Anh thất thiệu. Để cái lúc đó cứ nghĩ rằng mình ngồi trên cao nhìn xuống, nhưng lúc đó chẳng còn ai sau lưng mình. Anh thấm thía, trời vô thường, ông thầy Quảng Tình nói đúng, vô thường. Bắt đầu cảm thấy hụt hẫng. Khi mà tay mang cái túi bạc kè kè, nói nhăng nói cuội thì sao? Người nghe ầm ầm, bây giờ không có tiền nói, chẳng ai nghe. Bắt đầu khi mà có tiền rụng rịnh thì người này đưa đón, người này nịnh bợ, bây giờ không có, chẳng ai nịnh bợ. Bắt đầu ngán ngẩm cuộc đời. Nhưng mà nhờ đó anh mới sực tỉnh. Anh mới thấy rằng thực sự là vô thường khủng khiếp. Và làm cho anh, cho dù mất rất nhiều nhưng mà không phải mất tất cả, anh vẫn còn một bài học đau đớn về cái đó. Về cách nhìn người, cách sử dụng người, cách thiết lập các mối quan hệ. Anh vẫn còn đó nhà xưởng, các cái mối làm ăn. Và anh làm lại đời anh. Cho nên thầy cho rằng cái sự vấp ngã đó là cái phước, chứ không phải là cái họa. Và sau đó anh nhìn nhận lại mọi thứ tỉnh táo hơn, làm ăn từ từ nhưng mà bền chắc chắn hơn. Anh trở nên giàu có hơn ngày xưa. Những con người mà anh đặt niềm tin xứng đáng hơn những người ngày xưa. Những người mà anh yêu, anh tặng những cái món quà đắt giá xứng đáng nhận hơn những cái cô gái ổng ẹo ngày xưa. Những cái mối quan hệ anh thiết lập đạo đức hơn ngày xưa. Như vậy, cái sự vô thường đến với cậu này thực ra là một cái tát vào mặt cho cậu ta tỉnh ra. Đúng không ạ? Dùa một gáo nước vào mặt cho nó tỉnh ngủ ra. Như thế, thực ra vô thường đối với cậu có đau đớn chút xíu, nhưng sẽ ra nhìn trong một cái bộ phim cuộc đời thì đó là một nhát phẫu thuật đời anh. Nhờ đó anh tỉnh ngộ ra và anh làm lại cuộc đời vững chắc hơn. Cuộc đời vô thường, nhìn như thế nó là tri kỷ của ta. Có một người khác, người nông dân, hình như ở dưới quê Bá Hân thì phải, quê con ở đâu, Vĩnh Long đúng không, Tiền Giang, bác đã ở Vĩnh Long, chất phác lắm, một đời đi làm rồi cứ ở dưới quê mà cứ uống rượu để ngày nào cũng uống, hút thuốc, thức sâu thâu đêm suốt sáng, mặt vàng khè và cứ không giấu bệnh, không đi khám, đến phút cuối thấy đau quá đem vào Chợ Rẫy để khám. Lúc đó thầy đang chăm mẹ thầy, thì bác sĩ quay qua hỏi, khám xong bác sĩ nói, bác có hút thuốc không? Dạ có. Hút lâu chưa? Dạ 30 năm rồi. Bác có uống rượu không? Dạ có. Bao lâu rồi? Dạ cũng hơn 30 năm rồi. Thế lâu nay có đi khám sức khỏe không? Dạ không, nhà dưới quê nghèo, tiền đâu mà đi khám. Bác sĩ nhìn gương mặt rất là nghiêm trọng, bác sĩ nói, xin chia buồn với bác, thực lòng là hết cách rồi bác ơi. Bác bị viêm, gọi là viêm gan, ung thư gan giai đoạn cuối rồi. Men gan cao, tất cả gọi là tim gan phèo phổi bên trong nó nát hết rồi bác ơi. Thôi giờ bác về nhà, cố gắng ăn uống rồi vui vẻ mà sống được ngày nào hay ngày đó, khỏi chữa bệnh tốn tiền. Lúc đó thấy gương mặt ông nó đổi sắc. Bác ơi, có còn cách nào cứu vãn không? Bác sĩ nói, thôi nếu mà bác biết được cái quả thế này mà bác thay đổi từ sớm từ lâu thì may ra, thế bây giờ hết rồi. Thế bác về. Hóa ra là không phải vậy. Sau này mới biết là gia đình nó gặp riêng bác sĩ bảo là nói riêng cho rồi.
ông sợ, ông thấy gần chết, ông trân quý cuộc sống, ông trở về và ông sống từ đó. Những tháng ngày ông sống là cực kỳ ý nghĩa. Sao mà càng sống mà càng khỏe thế này? Bỏ thuốc, bỏ rượu, bỏ hết. Rồi tập thể dục sáng sớm, thức ngủ sớm, dậy sớm. Rồi đi chùa, vì biết gần chết mà đi chùa, Phật cho quen mặt là chết, ông rớt chứ. Thế là một thời gian sau, đời sống ông thay đổi hoàn toàn. Ở nhà mà ai mà có người chướng về đang đi bệnh viện khám ấy, nhờ bác sĩ nói cho một cái là sợ lắm. Thì trong trường hợp đó, ta thấy cái sự khám bệnh đó, cái việc độc bệnh của bác sĩ đó, một quả bom nổ một cái làm cho ông tỉnh ngủ ra, thay đổi. Thì ta thấy rằng là vô thường, nhưng mà đây là tri kỷ, tri âm. Câu chuyện thứ ba, hết giờ mất. Có một cái ông doanh nhân, ông giàu, giàu lắm. Nhưng mà công việc của ông làm ấy, ban đầu ông làm thuê cho họ, ngày ông làm 8 tiếng. Mà đây ai làm chủ, ai làm ông bà chủ, giơ tay coi. Một người, mình chủ đời mình thôi gì? Đúng rồi. Ban đầu ông đi làm thuê cho họ, ngày làm 8 tiếng, khỏe lắm. Làm xong về, nghỉ ngủ, rồi đi chơi. Nhưng mà sau thời gian rồi, thấy người có tầm nhìn mà, nhìn thấy cơ hội, vay thêm tiền, đứng ra lập công ty. Ngon không? Ngon, là ông chủ. Nhưng mà từ đó một ngày anh phải làm 14 tiếng. Mà rồi cũng ăn ba bữa, cũng ngủ cái giường đó, cũng cái nhà đó. Nhưng mà bây giờ ông phải một ngày ngủ, một ngày làm 12, 14 tiếng, ngủ ít lại, cực khổ, phải quan hệ người này người kia, phải lấy lòng người này người kia. Cứ một cuối năm mà tuổi thuế nó đến, nó nạt nồi là cái đứng khủng rúm thế này. Rồi tiếp tục áp lực ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, anh ta bị stress nặng. Và đi khám, bác sĩ nói gần chết, hết cách. Đến cái lúc đó bắt đầu mới lo lắng, buồn quá, thấy là mình tuyệt vọng và bắt đầu lãng phí, tặng để đời mình phí. Bắt đầu mới đi lang thang, nghe tiếng chuông chùa, giả sử vậy. Rồi có người giới thiệu thôi, anh đến gặp cái vị thiền sư đó đi, để hỏi đạo. Vị đó là một người sống rất là nghệ thuật trong hiện tại, đến tìm biết đâu lại có phương thức giúp anh. À, đi, tới gặp thiền sư. Thiền sư ngồi lim dim, lâu lâu đánh tiếng chuông. Thiền sư nói, anh sao? Anh kệ, đại loại là nó căng thẳng, nó đau đầu, mà giờ bao nhiêu việc nó mở mắt ra ngủ không được, mà mở mắt ra làm cũng không được. Nó mắc đầu mắc đuôi, cực quá đi thiền sư ấy. Thiền sư giả vờ bấm tử vi, đúng là anh tuổi thọ nó hết rồi sao? Bây giờ biểu, giờ anh làm ba việc này cho tôi. Làm được ba việc này thì chắc chắn là anh sẽ giải quyết được mọi khó khăn. Việc thứ nhất là bây giờ anh hãy đi về dưới bờ biển Long Hải á. Có khu resort được mà ở ngoài được, không quan trọng. Kiếm cái chỗ cho yên tĩnh, thuê cái phòng trọ đó ở cho tôi 2 tuần. Hôm nào cũng tắm biển thật sớm, rồi cả ngày vui chơi, nằm ở trên biển để nghe tiếng sóng. Trong suốt 2 tuần đó anh sẽ nghe được, tôi sẽ can thiệp lên gọi là thiên đình để cho anh một cái chìa khóa để anh giải quyết những khó khăn này. Anh làm thật, anh nằm ngày nào cũng ăn, cũng nghỉ, cũng tắm biển, cũng vui chơi, nằm nghe sóng biển. Mấy ngày đầu khó chịu lắm, không nắm chịu được. Thói quen bao nhiêu năm nay là phải làm việc, phải mở laptop, phải gọi, phải nhắn tin. Bây giờ cứ suốt ngày nằm nghe sóng biển. Nhưng mà sau 1 tuần anh quen dần cái đó. Anh bắt đầu buông hết những cái suy nghĩ trong đầu ra. Sau 2 tuần anh khỏe hẳn ra, gương mặt nó sáng ngời, đi về gặp thiền sư. Mua cúng cho thiền sư ít đồ ăn nữa chứ. Rồi thiền sư nói, rồi anh có nghe được cái gì chưa? Chả con nghe được rồi. Thế nó khỏe khoắn nghỉ ngơi mà, tâm hồn nó thư thái. Thiền sư nói, chưa, đó mới là 1 chìa khóa. Ông phải cần 3 chìa khóa mới hóa giải được đời ông. Bây giờ ông làm tiếp việc này cho tôi. Ông lên trên núi, thuê cái chòi ở trên núi, mang theo đồ ăn, rồi ông ở đó cho tôi 2 tuần. Ngày nào cũng như vậy, ngày nào ông cũng đón bình minh, tiện hoàng hôn, rồi ăn uống đơn giản. Suốt ngày là có thời gian là đọc quyển sách này tôi đưa này, đọc quyển này thôi, bỏ điện thoại ở nhà.
chẳng phải lên đó mà dán vào Facebook thì như không. Hai tuần ông sẽ nghe tiếp có chìa khóa thứ hai. Phải không? À đúng rồi. Như vậy cái rồi lần thứ ba cũng vậy. Lần thứ ba thì biểu rằng ông hãy đi vào trong bệnh viện chờ rậy. Đi vào các cái khoa phòng và ông mang thật nhiều những cái quà này quà kia và ông đi cho đi. Trong tất cả những người ông cho sẽ có một người nói cho ông một thông điệp. Ba thông điệp đó, ba cái lần đó là ba lần ông trực ngộ ra. Thứ nhất cần phải nghỉ ngơi, thứ hai cần phải buông bớt, và thứ ba cần phải cho đi. Ba cái chìa khóa đó vô tình hay hữu ý ông thiền sư khéo léo lồng ghép cho ông. Sau đó ông bừng ngộ, sao cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, trở về và giải quyết êm đẹp mọi khó khăn. Như vậy bế tắc, khó khăn, vô thường trong hai mấy trường hợp thầy vừa kể thực ra là người bạn tri kỷ chứ không phải chơi. Ta còn thêm hơn 15 phút nữa, nói thêm chút xíu đi, thấy không? Lúc nãy giờ thầy trình bày dông dài, rốt cuộc là thầy chỉ nói dòng dòng, bây giờ mới vào việc chính này, bắt đầu ghi chép. Thứ nhất, vô thường. Vô thường là một sự nhiệm màu của sự sống. Ai ghi thì ghi. Một, vô thường là một sự nhiệm màu của sự sống, là đặc tính đích thực của sự sống. Không có vô thường sẽ không có sự sống. Đọc lại, vô thường là một sự nhiệm màu, là sự nhiệm màu của sự sống. Vậy là đặc tính đích thực của sự sống. Chấm. Không có vô thường sẽ không có sự sống. Được chưa ạ? Đọc thêm lần cuối, vô thường là sự nhiệm màu của sự sống. Vậy là đặc tính đích thực của sự sống. Chấm. Không có vô thường sẽ không có sự sống. Nghe lạ không? Có gì đâu lạ. Ta từ không mà thành có. Ngày xưa con mấy tuổi? 30, 20, 20 năm trước làm gì có con? Xuất hiện giữa đời là vô thường như gì nữa? Thay đổi. Một cái hạt lúa, nếu như không có vô thường thì nó mãi hoài là hạt lúa, làm gì có cây lúa. Từ hạt lúa thành cây lúa là gì nếu như không phải là vô thường, đúng không? Từ một đứa bé, có cái ông đó, ông đi học Phật Pháp về, ông giỏi, ông nói ngày nào ông nói như con sáo vậy đó. Vô thường là khổ, vô thường là khổ. Vì vô thường cho nên khổ. Con bé, con gái nó nói, bố nói kỳ quá, vô thường sao mà khổ được. Nếu như mà cuộc đời nó cứ thường, nó không thay đổi, thì con mãi hoài thế này á, là sao con thành thiếu nữ như chị hai? Con muốn con phải như chị hai, phải đẹp như chị hai. Như vậy ta thấy cái ông này, ông bố, ông học Phật Pháp cho nhiều, nhưng mà ông không hiểu Phật bằng con nhỏ này. Nó thấy rõ sự mầu nhiệm trong vô thường. Nhờ vô thường cho nên một đứa bé nhỏ nhỏ xíu, nó thành một thiếu nữ. Đúng không ạ? Nhờ có vô thường cho nên trong một cuộc sống xã hội ta thấy nhiều bất công, nhiều vấn đề tồn tại, ta mới có hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trở thành một xã hội tự do, xã hội thực sự là văn minh và bình đẳng. Còn nếu mọi thứ sẽ không thay đổi, đóng khung, thì thôi đừng có mơ, mãi hoài sẽ như thế, đúng không? Vì ta tin là có vô thường cho nên ta mới đấu tranh, ta mới không ngừng đấu tranh. Một cái người như thầy chẳng hạn, từ cái chỗ đang không có tín đồ, không có chùa, đang ở nhờ chẳng hạn, thầy phải tin rằng vô thường cho nên thầy mới tin rằng một ngày nào đó thầy sẽ có cái chùa của thầy. Thầy sẽ có đệ tử của thầy. Chắc chắn nếu như mà không có vô thường, mọi thứ sẽ giữ nguyên như thế cho đến mãi hoài. Thì thôi, nỗ lực làm chi cho mệt. Đúng không? Chính vì nhờ có vô thường cho nên thầy mới tin, thầy mới hy vọng và thầy mới nỗ lực để đeo đuổi niềm tin, hy vọng đó. Một ngày nào đó ta sẽ có chùa của ta, ta sẽ trụ trì. Một ngày nào đó ta sẽ có những người đệ tử của ta đi theo ta, hộ trì cho ta. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đơ đơ vậy. Ý thứ hai, ghi tiếp. Vô thường không phải là nguyên nhân của khổ đau. Vô thường không phải là nguyên nhân của khổ đau.
Mà khổ đau, đọc lại, vô thường không phải là nguyên nhân của khổ đau, mà khổ đau là do không hiểu vô thường. Đúng không? Gật đầu. Đọc lại, vô thường không phải là nguyên nhân của khổ đau, mà khổ đau là do không hiểu vô thường. Rồi, xong chưa ạ? Bảo bút xuống, nghe tiếp. Trong kinh Đại, trong kinh Bảo Tích thì có kể câu chuyện này. Có con chó. Ở đây có ai tuổi chó không? Không hả? Có con chó bị người ta liền với cục đá. Nó đau quá, nó tức, nó quay lại, nó đè cục đá, nó cắn. Mà vì vậy nó mẹ răng. Chuyện ngụ ngôn. Bởi vì con chó nó đau là vì nó không biết nguyên nhân từ đâu mà nó đau. Nó tưởng cục đá là nguyên nhân làm cho nó đau, nhưng không. Cái người ném cục đá mới là tội đồ thực sự. Nhưng mà vì nó là chó, nó không hiểu cho nên nó cắn cục đá. Chúng ta cũng vậy. Bản chất vô thường không phải là nguyên nhân làm cho ta khổ, nhưng vì ta không hiểu nó cho nên ta mới khổ. Cuộc đời này nó biến chuyển như vậy đó. Mà ta cứ muốn là mọi thứ nó cứ đứng yên, cho nên khi nó thay đổi là ta khổ. Vô thường. Thầy hôm nay đang ở đây, đang ở chùa Giác Ngộ, đang phụng sự chùa Giác Ngộ. Thầy hiểu vô thường chứ sẽ có một ngày nào đó thầy sẽ rời khỏi chùa Giác Ngộ. Chắc chắn. Có khi là thầy tự thầy đi, có khi là thầy bị đuổi đi. Thí dụ thế, tất cả là biểu hiện của vô thường. Hiểu được điều đó thì khi nào mà đi thì cứ đi vui vẻ, giống như khi ta bước vào, đúng không? Thì ta không khổ. Còn giờ ở đây mà cứ nghĩ rằng ta sẽ ăn đời ở kiếp ở đây là chết, mày sẽ khổ, mày sẽ khóc khi mày đi. Khổ đau, bản chất vô thường không phải là nguyên nhân ta khổ, mà vì ta không hiểu nó cho nên ta mới khổ. Được chưa? Tiếp tục. Xong nghe thầy bị đuổi đi thì vỗ tay. Ý thứ ba, ghi tiếp. Thực tập vô thường giúp ta ý thức được. Thực tập vô thường giúp ta ý thức được sự sống. Phải trân quý sự sống. Thực tập vô thường giúp ta ý thức được sự sống. Phải trân quý sự sống. Phải thưởng thức sự sống. Có ai thưởng thức sự sống chưa? Hay là cứ sống lãng quên thất thiểu đến khi già nua gần chết mới giật mình là chưa sống bao giờ? Đọc lại, thực tập vô thường giúp ta ý thức được sự sống. Phải trân quý sự sống. Thưởng thức sự sống. Đức Phật dạy, đời mà sống trong giáo pháp mà không hiểu giáo pháp, không hành giáo pháp, cũng giống như cái muỗng cân bỏ trong cái tô cân, cứ múc cân cho người ta ăn, cả đời muỗng cân nó có nếm, có biết cân nó ngon dở nào đâu. Hãy nhớ, đừng dại dột làm cái vá múc cân, mà hãy làm người uống cái chén cân đó. Muốn vậy thì hãy thực sự thực tập vô thường. Khi ta thực tập vô thường, ta sẽ ý thức được sự sống, ta trân quý được sự sống, và ta có cơ hội thưởng thức sự sống. Tuổi trẻ này hạnh phúc không? Hạnh phúc. Để ta ý thức rằng vô thường sẽ đến, sẽ có ngày ta không còn trẻ nữa, ta sẽ già nua. Thế thì ta sẽ trân quý những phút giây ta còn trẻ. Ta làm những việc mà người già không làm được. Thí dụ thức dậy sớm, chạy bộ công viên, đeo tai phone nghe nhạc hip hop, tập gym vào buổi chiều tối. Đúng không? Nếu như ta không ý thức chuyện đó, ta không trân quý những năm tháng ta trẻ, ta cứ nghĩ rằng cái trẻ này nó còn hoài, ta sẽ trẻ mãi cả cái đời này, đến lúc ta già nua ta sẽ hối tiếc, bởi vì ta đã không có cơ hội để thưởng thức những năm tháng ta còn trẻ. Đúng không? Nhờ quán chiếu vô thường, ta sẽ ý thức được cái trẻ này là trân quý. Ta sẽ trân quý nó và ta thưởng thức nó. Có vô số điều người già không thể được. Đối với những người già mà tỷ phú, họ có thể đánh đổi cả gia tài để được trẻ như các bạn này, nhưng mà never, không được đâu.
Khi ta có sức khỏe là một điều quý báu, đúng không? Nhưng mà có bao nhiêu người vào cuộc đời này ý thức được rằng là quán chiếu rằng vô thường, cho nên sẽ có một ngày nào đó ta không còn khỏe nữa, ta sẽ đau. Bà chị thầy đang ở Ân, bà mới về cách đây 3 hôm, rồi đem bà mẹ thầy ra, sẽ ra quê. Bà bị cái sạn dưới gót chân, bà phải về đây vào để tiểu phẫu, đi cà thọt. Bà về bà nói với thầy một câu, đúng là khi mà bị đau cái chân, dù là bị sơ mới thấy rằng lúc chân nó lần nó hạnh phúc thế nào thầy ơi. Tương tự như thế, tuổi trẻ này ta đang có, ta có nhờ ý thức vô thường cho nên ta sẽ trân quý cái sức khỏe này. Ai mỗi ngày đang hủy hoại sức khỏe, đang bán rẻ sức khỏe để kiếm tiền, thì người đó nếu có tiền thì cũng chỉ dành tiền để mua lại cái giường bệnh cho người đó khi bệnh mà thôi. Cho nên nhờ ta ý thức, ta quán chiếu vô thường, cho nên ta sẽ ý thức được cái sức khỏe là trân quý, là quý báu. Ta trân quý sức khỏe, ta thưởng thức sức khỏe. Người già họ phải đi xe lăn, có nhiều người trẻ cũng ưng đi xe lăn. Không đi bộ thì cứ đi xe lăn. Con xin lỗi, có những ngày thầy chẳng khác gì người đi xe lăn. Ngủ dậy đi lui đi tới, đi từ đó xuống cũng bấm thang máy, lên cũng đi thang máy, xách xuống tầng hầm, xách xe chạy, dường như hai cái chân này thất nghiệp, không được đi bộ ngày nào. Ý thức như thế ta sẽ trân quý cái sức khỏe mà mình đang có, được không ạ? Rồi, không giữ sức khỏe đâu. Ý thức vô thường, cái ý mà thực tập vô thường, chúng ta ý thức được, trân quý được, thưởng thức được những thực tại ta đang có. Thầy vừa đề cập tuổi trẻ, sức khỏe, giờ thầy đề cập một yếu tố thứ ba, đó là người thương và tình yêu. Ta sẽ có những người ta thương. Con ta thương không ạ? Đứt ruột sinh ra mà không thương sao được? Cha mẹ ta thương không ạ? Huynh đệ ta. Nhưng nếu như ta không quán chiếu vô thường rằng cuộc đời sẽ thay đổi, sẽ có ngày ta không được ở bên cạnh người ta thương nữa, mà nghĩ rằng đời nó không phải là vô thường, đời là thường, cho nên nó sẽ ở mãi với ta, thế là ta lãng quên, ta xem thường, đến một ngày nó rời xa ta, ta sẽ giật mình mà đau khổ, ta sẽ tiếc điều đó. Đứa cháu của thầy, nó là con ông Ân Đầu, mất cách đây 3-4 năm. Nó nhỏ xíu mà nó nói những cái câu mà mình nổi da gà. Lần đó bà mẹ thầy đi Mỹ, rồi thầy đi ra chùa có việc, thầy ghé lên nhà. Thì không biết sao mà cái bà chị dâu của thầy la cái đứa con. Nó có 2 chị em, một đứa là tên là Nu, một đứa tên là Na. Bà mẹ bà la cái chị Na, thì bé Nu nó mới, nó đứng nó cau mày, nó nói mẹ nó: "Mẹ cứ la cho lắm vô đi." Giống như bà nội đó, cứ la ba để khi ba mất rồi ngồi ôm quan tài mà khóc. Ôi trời ơi, mình nghe mình nổi da gà. Nó đã nghe pháp đâu mà sao nó có những cái tầm nhìn vượt thời gian như thế. Hãy xem thử mỗi ngày ta có lãng quên, ta có không trân quý người ta thương không? Hay là như những câu chuyện tối hôm qua thầy kể trong bài giảng, nội nóng lên la đứa con để rồi mất luôn đứa con. Nội nóng lên chửi ông chồng để mất luôn ông chồng. Ông chồng ông mình bê bối quá, ông đi mèo mỡ thay vì phải làm mình tươi mát kéo ông về đạp ông ra khỏi cửa luôn, đúng không? Ta có trân quý chăng người ta thương, và đặc biệt là cái tình yêu ta đang có. Tình yêu này bao gồm cả tình yêu vợ chồng nam nữ cũng vậy, được chưa? Thực tập như vậy. Quán vô thường là một cái phép thực tập, chính vì vậy mà nó cực kỳ quan trọng. Nó quan trọng vì lẽ 2 điều như sau. Nếu ai thực sự hiểu được sâu sắc vô thường như hôm nay thầy đang nói, ta sẽ có một đời sống lạc quan. Vì sao lạc quan? Thứ nhất là nhờ quán vô thường nó giúp cho ta thấy được tri ân, trân trọng những cái gì mà hiện tại ta đang có. Như lúc nãy giờ ta đang nói đó,
Cho nên ta trân quý nó, ta sống sâu sắc với nó, từng ngày từng tháng, đến ngày mà mất, mỉm cười mà đi, ta không có tiếc nuối gì. Nói thật với quý vị, có những khi thầy chứng kiến những cái chết của người thân, đặc biệt là ông Ân Đầu, thầy bình thản, bởi vì thầy đã sống tròn vẹn với ông, không có gì phải lăn tăn tiếc nuối, vì rồi ai cũng phải chết. Thầy Nhất Thần nói, tôi thể tôi mất mẹ là mất cả bầu trời, nhưng nếu những năm tháng từ này và về trở về sau nữa, nếu bà mẹ thầy mà mất, nói thật thầy cũng thương, nhưng thầy sẽ không còn gì để tiếc. Vì những năm tháng mình ý thức, nhờ đi tu, nhờ nghe lời Phật, mình đã sống trọn vẹn với bà, sống trọn chữ hiếu với bà, sống. Có những lúc thầy cảm giác bà mẹ coi thầy như một người tri kỷ, có những điều không nói với ai bà nói với thầy. Thực sự cho nên mình thấy mình sống sâu sắc, sống trọn vẹn như thế. Khi mà lỡ tuột tay mất đi, mình chỉ thương, chỉ tiếc như vậy, chứ không có gì phải day dứt trong tâm nữa. Hãy sống như thế. Nhờ quán vô thường ta sống được như thế. Điều thứ hai quan trọng chỗ này, đời không phải khi nào cũng là mơ, không phải khi nào cũng chỉ màu hồng, sẽ có lúc nó màu đen. Nhưng mà nhờ quán vô thường cho nên ta lúc tình trạng nó không được như ý, ta cũng không chán nản, mà ta sẽ quán chiếu hai điều. Thứ nhất, một phần vì ta nó mới như thế. Thứ hai, vì hiểu vô thường cho nên ta biết tình trạng này cũng vô thường. Tình trạng mà xấu xa, tình trạng đen tối này này cũng vô thường. Nếu ta chịu khó thay đổi thì nó sẽ tiếp tục đi theo quy luật vô thường. Từ tối sẽ thành sáng, từ đen sẽ thành màu hồng. Ta không tuyệt vọng, mà ta thấy được cái khả năng thay đổi của nó là có thật. Nếu như ta nỗ lực có đúng phương pháp, thì ta sẽ thay vì buông tay, thay vì tuyệt vọng, ta sẽ nỗ lực để thay đổi mình. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đồng ý không ạ? Sao đơ đơ như vậy? Ta còn 10 phút và đây là ý cuối cùng. Vô thường cũng chính là vô ngã. Cái này hơi cao rồi đó. Nói dòng dòng. Ghi chưa? Ghi hai ý. Lúc này thực tập vô thường giúp ta ý thức được như vậy không? Tức là hai tình huống tốt và xấu. Khi tốt thì ta trân quý, ta ý thức, ta nâng niu. Còn khi xấu ta cũng không có tuyệt vọng, không có bi quan, mà ta thấy rằng vì vô thường cho nên ta có quyền thay đổi. Ta làm chủ được tất cả vạn sự vật, kể cả đời ta. Đây là ý cuối. Vô thường cũng chính là vô ngã. Uống miếng nước trời. Vì sao vô thường cũng chính là vô ngã? Vô ngã là gì? Tức là hôm trước ta có học bài vô ngã rồi đúng không ta? Vô ngã tức là vạn sự vật không có cái gì thực sự là nó. Cái chuối là một biểu tượng của vô ngã. Gọi là cái chuối, nhưng mà khi bóc ra không có cái gì là cái chuối cả. Nó được tạo nên từ những cái bẹ chuối mà thôi. Đúng không? Cái hoa này, nó là cái hoa. Thực chất nó được tạo nên từ rất nhiều cái không phải là hoa. Hoa đâu? Ngất thự. Ngất thự. Không có cái gì là hoa cả. Cái thân này cũng vậy. Nó là cái thân, thực chất nó được tạo thành từ rất nhiều cái không phải là thân. Cái gì gọi là cái nhà? Cái nhà đâu? Đập ra cái gạch này phải là nhà không? Không phải, gạch là gạch chứ sao gạch là nhà? Đúng không? Điện có phải là nhà không? Trụ bê tông có phải là nhà không? Không. Cái nhà này nó được tạo thành từ rất nhiều cái không phải là nhà. Tương đó là định nghĩa về vô ngã. Đúng không? Thế thì vô thường thực chất là vô ngã về phương diện thời gian. Nếu khái niệm vô ngã là không có chủ thể, thì khái niệm của ngã là một cái gì đó bất biến, không thay đổi. Đúng không? Thì vô thường xin thưa là sự thay đổi, sự biến đổi liên tục. Cho nên vô thường chính là vô ngã ở một khía cạnh khác. Và khi ta quán chiếu về vô thường chính là vô ngã, thì dường như ta có một chìa khóa để mở ra mọi mối quan hệ trong cuộc đời. Ta biết được rằng vì cái này có cho nên cái kia có. Vì các vị có mặt hôm nay cho nên thầy mới ngồi đây để nói.
Đúng không? Đây là không những là vô ngã mà còn là duyên sinh, nhân duyên. Các vị có mặt thì thầy mới nói, các vị có hạnh phúc thì thầy mới hạnh phúc. Thầy ngồi thầy nói mà dưới kia gật gù bấm điện thoại, gật gù đứng dậy vô ra thì thầy nói gì, làm gì có hạnh phúc. Tương tự trong lòng thầy có năng lượng, thầy nói ra các vị mới cảm được năng lượng. Thầy hiểu mà thầy nói các vị mới hiểu, chứ thầy nói như con vẹt các vị không hiểu, đúng không? Cho nên khi ta hiểu được vô thường chính là vô ngã, vô thường chính là duyên sinh duyên khởi, thì ta hiểu, thì khi đó ta biết rằng điều thứ nhất, cuộc sống này nó ngắn ngủi và nó thay đổi luôn luôn. Cho nên trong mỗi cái sự sống, trong từng phút giây, sự có mặt của những người xung quanh, nhờ sự có mặt của họ cho nên ta, sự có mặt của ta mới hiện hữu. Nhờ họ sung sướng, nhờ họ hạnh phúc, ta mới hạnh phúc. Đừng nói con người xung quanh, sự tồn tại của máy quạt góp phần cho sự mát mẻ của thầy. Thầy tri ân tất cả. Để cái hoa này có mặt, nó che đi mấy cái tờ giấy thầy bỏ trước mặt, để vào trong máy quay họ tưởng thầy thuộc lòng thầy nói. Nó là ân nhân của thầy. Khi ta nhìn như vậy, mọi thứ tất cả đều là ân nhân. Cuộc đời còn gì đẹp hơn khi nhìn đâu cũng thấy là ân nhân. Ta mang ơn tất cả, mở ngoặc tất cả cũng mang ơn ta. Nhưng mà ta đừng nghĩ cái vế thứ hai, sống bằng tâm niệm mang ơn như thế. Vừa mang ơn vừa lo sợ nó sẽ biến đổi. Cho nên từng phút giây ta sống, ta sẽ sống hết mình với mọi người, thương yêu hết mình với mọi người. Cuộc đời như vậy quá đạt. A Di Đà Phật. Đúng 75 phút chúng ta ngồi như thế, có ai hỏi gì không? Ngồi như thế chắp tay hồi hướng, và sau đó chúng ta sẽ dành thêm 15 phút để nói chuyện. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thân Phật đạo. Kính thưa đại chúng, ai mà bận việc thì cứ về ha, lớp chúng ta sẽ sinh hoạt thêm 10 phút thôi. Như thông báo từ bấy lâu thì sắp tới chúng ta sẽ có một đợt đi thiền, đi dạ ngoại, đi thiền biện vào ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 mà nghỉ lễ. Năm trước chúng ta đã thiền biện tại một cái resort mang tên là Gió Biển tại Hồ Tràm. Nhưng năm nay cái resort đó nó đang tu sửa nên chúng ta sẽ đổi gió. Năm nay chúng ta sẽ đi ra vùng Phan Thiết. Thật ra là gần Phan Thiết, biển La Ghi cũng gọi là Phan Thiết. Số lượng đăng ký đến bây giờ đã là bao nhiêu rồi con? 41 rồi. Những ai trong này có đăng ký giơ tay cho thầy coi. Thì tiếng thiền biện cho bát chân đạo nhưng mà ít quá thì được rồi. Tổng số lượng thầy chốt là tối đa là 43. Bây giờ 41 thì gần như là đủ. Thứ nhất là thầy chỉ thông báo và nói qua cái kế hoạch